Xin chào cả nhà, rất vui khi được gặp lại cả nhà ngày hôm nay. Khác xa so với những lần video trước, hôm nay Phi xin giới thiệu tới cả nhà một siêu phẩm nằm ở tại mặt tiền đường Mai Chí Thọ, là một trong những dự án làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua. Đặc biệt nhất, đây là một trong dự án hưởng lợi từ nút giao An Phú số 36 Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2. Đây là dự án Etenbach của chủ đầu tư Gamoda, tọa lạc tại mặt tiền đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cả nhà mình đừng vội rầm màn hình nhé. Trong video ngày hôm nay, Phi có mang đến cho cả nhà về những sự mới mẻ của tiến độ căn hộ Etenbach và đường liên phường. Nó từ ngã ba Cát Lái đi qua khu phân khu cao tầng The Global City. The Global City thì cũng sắp mở bán phân khu cao tầng đó cả nhà, và kết nối với đường Đỗ Xuân Hợp thông với đường cầu Nam Lý cũng đã sắp thông rồi, và đi qua bên khu dự án liên phường đi về bên đường Võ Chí Công. Mời cả nhà hãy cùng đi vào tiến độ của Etenbach của chủ đầu tư Gamoda Land. Gamoda Land là một chủ đầu tư đến từ Malaysia, và hiện tại dấu ấn Gamoda đặt chân ở tại Việt Nam đó là dự án Sarong City, nằm ở tại trung tâm Tân Phú gần sân bay Tân Sơn Nhất, Aeon Mall Tân Phú, chợ Sơn Kỳ, tuyến metro. Sarong City là một khu đô thị xanh dẫn đầu xu thế, hình thành và ra mắt đến nay đã gần một thập kỷ, nổi bật tại trung tâm quận Tân Phú bởi mô hình nhà ở xen lẫn giữa mảng xanh rộng lớn và tiện nghi hiện hữu, đặc biệt nhất đó là công viên 16 hectare. Etenbach là một dự án căn hộ cao cấp tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay tại mặt tiền đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Được phát triển bởi chủ đầu tư Gamoda Land, Etenbach thì gồm 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, mang phong cách kiến trúc hiện đại lấy cảm hứng từ những tòa nhà trọc trời tại Singapore. Thiết kế này thì mang đến cho dự án vẻ đẹp sang trọng, đẳng cấp và thu hút mọi ánh nhìn. Căn hộ Etenbach được thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích sử dụng, mang đến không gian sống thoáng mát, tiện nghi và đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Etenbach với quy mô là 3,7 hectare, mật độ xây dựng chỉ có 20,4%, bao gồm có 1.968 căn hộ, 12 căn penthouse, 52 căn shop khối đế và 20 căn shop house, bao gồm có 6 tòa từ 29 đến 39 tầng, có các dạng loại hình căn hộ như là căn hộ một phòng ngủ diện tích từ 50,7 cho đến 59,5 m2, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích từ 71,7 cho đến 80 m2, căn hộ 3 phòng ngủ diện tích từ 103,7 cho đến 104,8 m2, căn dua khay diện tích 116,3 m2, căn duplex là diện tích 113,8 m2, căn penthouse thì có diện tích từ 207,5 m2 đến 254,3 m2. Giá bán từ khởi điểm trung bình từ 120 triệu đồng trên 1 m2. Về tiện ích thì có công viên thú cưng, vườn dã ngoại, lối dành cho xe đạp, hồ cảnh quan, sàn tập yoga, khu thể thao đa chức năng, khuôn viên BBQ ngoài trời và hồ bơi vô cực. Có hồ bơi trẻ em, khu vui chơi trẻ em, phòng tập golf và không gian làm việc chung. Bàn giao thì có hoàn thiện nội thất cơ bản, thì chất lượng là cao cấp, thì sở hữu pháp lý là tính chất là sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam và 50 năm đối với người nước ngoài. Thì khởi công là vào tư năm 2023 và giao nhà là quý 1 năm 2027. Rồi, mời cả nhà sẽ tiến hành qua bên khu ngã ba Cát Lái để chuẩn bị mình sẽ thêm về cái tiến độ của cái đường liên phường. Cả nhà mình sẽ thấy hiện tại đó là Flycam của Phi đang bay tới ngã ba Cát Lái. Tại ngã ba Cát Lái, cả nhà mình thấy rằng đây là một trong những điểm nút giao cầu vượt rất là đẹp, nằm ở cửa ngõ khu đông thành phố. Trước khi mà đi vào các quận huyện như quận Bình Thạnh, Gò Vấp hay là đi về trung tâm quận Nhất, qua cửa ngõ tại ngã ba Cát Lái này tiếp giáp với đường xa lộ Hà Nội là đường cũ, đường mới bây giờ là đường Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt nhất đó là tuyến metro Bến Thành, Suối Tiên cũng đã đi vào hoạt động, và trong những cái giai đoạn thử nghiệm thì từ ngã ba Cát Lái này cả nhà mình sẽ có được cái điểm cầu vượt lên xuống điểm metro Bến Thành Suối Tiên, tạo cho cái sự kết nối đi lại thuận tiện từ vị trí này qua con đường Liên Phường, là cả nhà mình kết nối được dự án Sài Gòn Sport City gọi là Bác Rạch Chiếc. Đường Liên Phường là một trong những con đường huyết mạch giải quyết một lưu lượng kẹt xe rất lớn tại tuyến cao tốc. Nếu cả nhà mình lựa chọn điểm đầu bắt đầu là từ ngã ba Cát Lái này, đi qua dự án Sài Gòn Sport City, đi về bên đường của Bộ City, tiếp giáp với lại đường Đỗ Xuân Hợp. Từ Đỗ Xuân Hợp này cả nhà tiếp tục di chuyển trên đường Liên Phường, là cả nhà mình sẽ đi qua tới vòng xoay Liên Phường và gặp với đường Võ Chí Công.
từ đường Võ Chí Công này thì cả nhà mình sẽ có hai hướng đi, đó là rẽ phải thì đi về bên cầu Phú Mỹ, đi về Phú Mỹ Hưng, quận 7. Rẽ trái thì mình sẽ đi về khu công nghệ cao, quận 9 và tiếp tục đi tiếp là mình sẽ gặp đường Võ Nguyên Giáp hoặc xa lộ Hà Nội. Trong video ngày hôm nay, Phi chia sẻ một số tweet về thông tin đường liên phường hạ tầng ở tại khu đông thành phố. Dành cho những nhà đầu tư, những khách hàng, cả nhà mình nếu những ai ở tại những khu vực khác chưa hiểu về tại khu đông thành phố thì xin lắng nghe video này. Còn những nhà đầu tư nào đã từng tham gia sống ở tại thành phố thì ắt hẳn sẽ biết con đường liên phường này nó mang tầm phát triển chiến lược trọng điểm như thế nào so với kết nối ở tại khu đông thành phố. The Global City chuẩn bị triển khai phân khu cao tầng, đang thúc đẩy tiến độ để kết nối đường liên phường từ ngã ba Cát Lái đi qua đường Xuân Hợp và cầu Nam Lý. Căn hộ The Global City tọa lạc ngay tại trung tâm của dự án, vị trí độc tôn giữa lòng thành phố Thủ Đức năng động, sáng tạo. Với hai mặt tiền đường đường Xuân Hợp và đường cao tốc Long Thành Dầu Dây thuộc phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những nơi hiếm hoi khi có nhiều yếu tố cộng hưởng tuyệt vời như là nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Tọa lạc tại cạnh sông Rạch Chiếc, với nhiều nhánh rẽ lẻn loi vào từng phân khu tạo ra lá phổi xanh cho căn hộ The Global City. Qua năm có được không khí mát mẻ và dịu êm, đặc biệt nhất nước là một phong thủy rất tốt. Ở tại phân khu khu đông thành phố thì cả nhà mình sẽ thấy được có rất là nhiều hệ thống kênh rạch, và đây là một trong những nguồn nước tạo nên một không gian mát mẻ, lá phổi xanh cho thành phố. Một điểm cộng nữa là hạ tầng giao thông. Đây là một khu vực có hạ tầng phát triển là tiền đề của dự án bất động sản sớm bùng nổ. Nhờ cơ sở hạ tầng sở hữu được vị trí nằm ở gần cao tốc Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh, Dầu Dây, thuận tiện kết nối với sân bay Long Thành cùng nhiều hạ tầng giao thông được nhà nước đầu tư phát triển mạnh mẽ, tạo ra sự khác biệt, tạo điểm nổi bật cho dự án với tiềm năng phát triển không giới hạn. Về thiết kế căn hộ The Global City với lối thiết kế hiện đại, từng chi tiết đều có thể đánh thức thị giác của nhiều người, nhất là về màu sắc, cách trình bày, trang hoàng và thiết kế cho từng không gian của căn hộ The Global City đảm bảo sẽ khiến cho khách hàng cảm thấy đặc biệt và thoải mái một cách sang trọng khi sống ở tại khu vực này. Tổng thể chung, căn hộ The Global City cũng rất hài hòa, sở hữu vẻ đẹp không chỉ nổi bật về tinh tế mà còn đặc biệt độc đáo dưới những cái bát tay đầy tiềm lực, chất lượng của chủ đầu tư Mastery Home với các đơn vị danh tiếng trong và ngoài nước là hứa hẹn tạo nên một nơi sống vượt mong đợi của khách hàng. Chủ đầu tư Mastery Home đã triển khai xây dựng 20 block căn hộ cao tầng, trong đó có tổng số sản phẩm lên đến 8.000 căn với diện tích dao động từ 80m² đến 140m², mở ra vô vàn cơ hội cho nhà đầu tư có nhiều sự lựa chọn hấp dẫn ở tại khu vực này. Chủ đầu tư Mastery Home là một chủ đầu tư lớn, triển khai thành công rất là nhiều dự án. Phải nói đặc biệt rằng là chủ đầu tư này không có gì ngoài tiền, triển khai thành công rất là nhiều các dự án ở tại khu đông thành phố. Một trong những dự án mà cả nhà mình biết đến về chủ đầu tư Mastery Home nhiều nhất đó là căn hộ Mastery Thảo Điền. Đây là một cụm phân khu Mastery, đánh dấu là một chủ đầu tư có tiềm lực về tài chính mạnh và một đường lối đi đúng đắn, đặc biệt nhất là về pháp lý an toàn, cho cả nhà mình an tâm sở hữu đầu tư. Trong thời gian vừa qua ở tại khu đông thành phố thì dự án The Global City mở bán với một mức giá, khi mở bán cả nhà mình cũng đều thấy được rằng là vượt dậy cả một khu đông thành phố, tạo tiền đề bộ mặt cho ở tại khu đông với một giá trị bất động sản cao cấp đúng nghĩa ở tại khu trung tâm thành phố mới quận 2. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video tới đây. Trong quá trình chia sẻ, nếu có điều gì thiếu sót, rất mong cả nhà mình đồng tình bỏ qua. Và còn có điều gì góp ý hoặc là chia sẻ thêm về ở tại khu đông, cả nhà mình vui lòng liên hệ comment để Phi chia sẻ được nhiều hơn, để về khu đông thành phố là một cơ hội đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư nắm bắt cơ hội đầu tư ngay hôm nay, khi hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm hạ tầng đang triển khai mạnh mẽ ở tại khu đông. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành và theo dõi cùng kênh. Kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, bình an và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Bye bye.